Một video hài ngắn của Ngọc Phước, BB Trần. Ngọc Phước quê Vũng Tàu, là chị cả trong một gia đình có hai anh em. Cô theo học đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, khoa Đông Phương học. Với vốn tiếng Anh tốt, cô theo nghề gia sư như một công việc làm thêm như bao sinh viên khác. Nữ diễn viên dạy phụ đạo tiếng Anh ở một trường trung học cơ sở vào dịp hè, một trung tâm Anh ngữ và sau đó chuyển sang kèm riêng cho người nước ngoài. Ngọc Phước từng gây chú ý ở chương trình Thách thức danh hài năm 2016 ảnh. Lúc này, cô theo phụ diễn cho một người chị xong lại là nhân tố gây chú ý với giám khảo Chấn Thành, Trường Giang bởi nét duyên dáng hiếm có. MC Chấn Thành dành lời khen: Em cực kỳ năng khiếu, em theo diễn viên hài là rất tiềm năng. Tuy nhiên, thời điểm này, Ngọc Phước không có ý định theo nghệ thuật mà tập trung việc học. Về sau cô còn chuyển sang công việc văn phòng một thời gian với mức lương ổn định. Tuy nhiên, đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy trong người Ngọc Phước. Mỗi lần nhìn các anh chị thân quen tập kịch, cô đều có cảm giác buồn tuổi. Đến một ngày, cô được diễn viên Võ Đăng Khoa gọi đóng web drama ở Tiền Giang suốt 4 ngày. Sau lần đó, cô quyết định nghỉ việc ở công ty và tập trung theo đuổi nghề diễn viên một cách nghiêm túc. Năm 2021 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Ngọc Phước khi chiến thắng cuộc thi cười xuyên Việt. Từ đó, tên tuổi của nữ diễn viên trẻ được đông đảo công chúng biết đến. Hiện Ngọc Phước hoạt động ở sân khấu kịch thế giới trẻ. Tự nhận mình là một diễn viên tay ngang, cô luôn cố gắng trao dồi chuyên môn, kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị trong nghề. Lợi thế của Ngọc Phước là lối diễn xuất duyên dáng, biểu cảm đa dạng. Trong tương lai, cô còn mong muốn hóa thân vào các vai diễn đòi hỏi tâm lý sâu. Nữ diễn viên phủ sống nhiều chương trình, web drama như Gia đình Cục xúc Võ Đăng Khoa, Sống Sơn Si, Duy Khánh. Thời gian này, vì dịch Covid-19 bùng phát, Ngọc Phước trọn ở lại Sài Gòn, tập trung quay video TikTok, đồng thời phụ gia đình bán bơ. Cô còn tranh thủ thời gian học thêm cả tiếng Thái Lan phục vụ công việc diễn xuất của mình tương lai xa hơn, quán quân cười xuyên việc muốn tự sản xuất series hài của riêng mình, đồng thời lồng ghép giáo dục tiếng Anh vào video. Ngoài chuyên môn, Ngọc Phước đầu tư cho phong cách thời trang và hình ảnh bản thân. Tuy nhiên, ngoài đời thường, cô là người một mạc, sống đơn giản và không thích chạy theo hào nhoáng. Anh Tuấn